Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Lời của Nietzsche cho người trẻ, tập 1, tình yêu, ý chí, khát vọng. Tác giả Shiratori Haruhiko, bản dịch của Nguyễn Đỗ An Nhiên, thuộc Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam. Đơn vị ủy thác bản quyền Discover 21 thông qua Squirrel Rice Agency. Giọng đọc Kẻ Trộm Hương. Lời nói đầu. Triết gia kỳ lạ Nietzsche. Triết gia người Đức Nietzsche sống vào nửa cuối thế kỷ 19, mất vào năm đầu tiên của thế kỷ 20, 1844-1900. Năm 24 tuổi, ông trở thành giáo sư của Đại học Basel, Thụy Sĩ. Nhưng ông chỉ làm nghề giáo vỏn vẹn 10 năm. Sau đó để dưỡng bệnh, ông vừa đi du lịch khắp châu Âu, vừa tiếp tục tư khảo và trước thuật về những quan điểm độc đáo của mình. Trong số các trước tác của Nietzsche, tác phẩm được biết đến một cách rộng rãi nhất có lẽ là Zarathustra đã nói như thế. Ngay cả người không biết đến cuốn sách này cũng có thể đã từng nghe bản giao hưởng thơ Zarathustra đã nói như thế do Richard Strauss soạn. Bản giao hưởng này đã trở thành bản nhạc chủ đề cho bộ phim 2001 A Space Odyssey. Tuy là triết gia, nhưng Nietzsche không phải là người quan tâm tìm hiểu và tư duy về những thứ mang tính trừu tượng, khó hiểu và lý luận về chúng. Ông phê phán đạo đức Kitô giáo thời ấy là quá coi trọng vào thế giới bên kia và hô hào mạnh mẽ rằng chân lý, cái thiện, đạo đức trong thế giới này mới là quan trọng. Điều đó có nghĩa là ông đã khai sinh ra nền triết học vì con người đang sống ở thời hiện tại. Ngày nay, tên tuổi của Nietzsche được toàn thế giới biết tới nhờ năng lực nhìn thấu sự việc một cách sắc bén của ông. Quan điểm sắc sảo như đâm thấu chỗ hiểm, thái độ ngông nghênh tràn đầy sức mạnh, tinh thần bất khuất, ý chí hướng đến tầm cao được phát đi bằng những đoạn văn ngắn có thể nói là danh ngôn mới. Nhờ thế chúng động lại trong đôi tai và trái tim của rất nhiều người. Đặc trưng đó chủ yếu được phát huy trong những lời khuyên và đoạn văn ngắn trong mỗi chương. Trong quyển sách này, tôi chọn lọc và biên soạn những gì hữu ích cho con người hiện đại từ những tác phẩm của ông. Tư tưởng đặc trưng của thứ gọi là triết học của Nietzsche không phải là triết học hướng đến hệ thống hoàn chỉnh và được tổng kết một cách ngắn gọn như Kant hay Hegel, mà có nhiều đoạn, nhiều phần rời rạc được sắp xếp bằng một thứ văn chương đầy nhiệt huyết. Tuy nói là rời rạc, nhưng ý tưởng của Nietzsche đầy ma lực. Ví dụ, ông cho rằng, cơ thể con người có lý tính hơn, còn thứ được gọi là tinh thần là lý tính nhỏ. Quả thực, ý tưởng táo bạo như thế này chẳng phải rất có sức hấp dẫn về mặt nghệ thuật ư. Nếu là một nhà triết học thật sự như Kant, ông sẽ trình bày lý do cho lý thuyết của mình và lấy đó làm hướng chính trong triết học. Nhưng Nietzsche chỉ lạnh lùng đưa ra ý tưởng rồi để đó mà thôi. Có thể nói về điểm này, ông gần như là một nghệ sĩ hơn là triết gia. Trước đây đã có không ít đồn đại và hiểu lầm về Nietzsche. Nào là triết học của ông trở thành nền tảng cho tư tưởng của chủ nghĩa quốc xã Nazi, nào là ông tuyên truyền triết học của chủ nghĩa hư vô, nào ông cổ suý chủ nghĩa bà Do Thái, v.v. Vì cho rằng tư tưởng của Nietzsche đã ảnh hưởng đến Hitler và tư tưởng chủ nghĩa quốc xã là những lời đồn nhảm đầy ác ý, nhằm che lấp sự rỗng tuếch và phô trương quyền uy hư ảo, Hitler và chủ nghĩa quốc xã đã không chút xấu hổ khi tùy tiện suy diễn lệch lạc các tư tưởng vốn có trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, cũng có giai đoạn do em gái của Nietzsche tiếp cận chủ nghĩa quốc xã, rồi tiếp tay cho họ, hay triết gia theo chủ nghĩa Marx, người Hungary, Lukács, chủ trương Nietzsche là người tiên phong của chủ nghĩa quốc xã khiến những ngộ nhận về ông ngày càng lan rộng. Nếu nói Nietzsche theo chủ nghĩa bà Do Thái thì cũng không đúng, mà phải nói là bài tôn giáo. Nietzsche ghét điều gì ở tôn giáo? Vì hầu hết thứ gọi là tôn giáo đều áp đặt thái độ tìm kiếm tiêu chuẩn đạo đức trong sự vô hạn ở bờ bên kia. Tức thần linh hay thế giới bên kia? Nietzsche cho rằng không phải như vậy. Đạo đức con người đang sống ở thế giới này mới cần thiết hơn.
Do đó tư tưởng của Nietzsche còn được gọi là triết học hiện sinh. Nietzsche không phải là triết gia của chủ nghĩa hư vô. Ngược lại, người phê phán chủ nghĩa hư vô chính là Nietzsche. Từ nihilism hầu như được dịch sang tiếng Nhật là chủ nghĩa hư vô. Nihil trong tiếng Latin có nghĩa là nothing, chẳng có gì, là vô, không. Quan điểm cho rằng không thứ gì có giá trị tuyệt đối hay chân lý là nihilism. Bởi vậy, tình trạng không thứ gì có giá trị tuyệt đối do sự tương đối hóa của giá trị mà có thể nói thời hiện đại là thời của chủ nghĩa hư vô. Nhưng trên thực tế, giá trị tuyệt đối của người thời hiện đại là tiền bạc và lợi nhuận. Cũng có khi con người cảm thấy lo lắng, bất an đến mức không thể chịu đựng nổi vì không nhìn ra giá trị tuyệt đối đang ở đâu đó. Giá trị tuyệt đối và chân lý ở Tây Âu cho đến thế kỷ 20 là đạo đức Kitô giáo. Thế nhưng, Nietzsche lại giải thích rằng đạo đức Kitô giáo là tôn giáo làm cho con người tin vào các giá trị không tồn tại. Ông cho rằng đạo đức ấy không phải đạo đức thật sự, không vì con người đang sống. Vậy, có phải tiền bạc và lợi nhuận là giá trị tuyệt đối mới của thời hiện đại chăng? Nietzsche cho rằng đây là giá trị như vật thay thế thần linh. Nói cách khác, ông phê phán đây là chủ nghĩa hư vô kiểu mới để trốn chạy chủ nghĩa hư vô. Chẳng phải chúng ta đang phiêu dạt trong cái không vĩnh cửu đó sao? Nietzsche đã viết trong Zarathustra đã nói như thế, hay trong Ý chí hướng đến sức mạnh, tuyển tập di cảo của ông. Nietzsche đã viết, hẳn những nghi ngờ nhắm vào đạo đức hiện nay sẽ chế ngự cả thế giới, như thể ông đang tiên tri về tình hình ngày nay. Thực ra triết học của Nietzsche không khó, chỉ cần đọc thử một chút, hẳn bạn sẽ cảm thấy hưng phấn. Không phải văn phong của Nietzsche khiến độc giả hưng phấn, mà vì độc giả nhận được sự khích lệ, được truyền cảm hứng, được tự do tư duy bằng cái đầu của chính mình. Đó chính là sức hút lớn nhất của Nietzsche. Shiratori Haruhiko. Hết lời nói đầu. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Phần 1. Về bản thân. 1. Bắt đầu bước đầu tiên từ việc tôn trọng chính mình. Bạn đừng bao giờ nghĩ mình là một người tầm thường, rằng bạn chẳng có gì vượt trội, bởi điều đó sẽ trói buộc hành động và cách nghĩ của bạn. Chẳng phải vậy đâu. Trước tiên, bạn hãy bắt đầu bằng việc tôn trọng chính mình. Tôn trọng chính mình, một người chưa làm được gì to tát, chưa có thành tích gì nổi bật, với tư cách một con người. Nếu tôn trọng bản thân rồi, bạn sẽ không được phép làm việc xấu xa. Với tư cách con người, bạn sẽ không thể có những hành vi để bị khinh miệt. Khi thay đổi cách sống như vậy, bạn có thể sẽ trở thành người gần đạt đến sự lý tưởng, hoàn mỹ và người khác cũng muốn noi theo. Như thế là bạn đã khơi dậy một cách mạnh mẽ khả năng của chính mình và đặt vào đó nguồn năng lượng phù hợp để hoàn thành điều đó. Để sống trọn vẹn cuộc đời của mình, trước tiên bạn hãy tôn trọng chính mình. Ý chí hướng đến sức mạnh. 2. Đừng bận tâm đến những đánh giá về bản thân. Bất kỳ ai cũng muốn biết người khác nghĩ gì về mình. Ai cũng muốn được nghĩ tốt, muốn được đánh giá là tuyệt vời, dù chỉ một chút thôi, và muốn mình được liệt vào danh sách những người quan trọng trong cuộc đời của ai đó. Nhưng cũng đừng vì vậy mà chỉ bận tâm, giỏng tai nghe ngóng những đánh giá của người khác về mình. Điều đó lại không hề tốt chút nào. Tại sao ư? Bởi con người hay bị đánh giá sai là chuyện rất đỗi bình thường. Hầu như không bao giờ có chuyện người khác đánh giá về mình giống hệt như mình nghĩ, như mình mong đợi.
Việc bị người khác đánh giá hoàn toàn khác với suy nghĩ, mong đợi của mình là chuyện hoàn toàn bình thường. Vì vậy, để không phải ôm sự tức tối trong lòng, bạn chẳng cần phải bận tâm đến những bình phẩm và đánh giá của người khác về mình. Dứt khoát không bận tâm đến việc người khác nghĩ như thế nào về mình. Nếu không, thật sự ta đáng bị người khác căm ghét. Nhưng chẳng qua được gọi là sếp, lãnh đạo, thầy, cô mà cảm thấy yên tâm, thoải mái. Con người, quá đổi con người. 3. Không phản tỉnh vào cuối ngày. Kết thúc công việc, chúng ta thường cẩn thận, nghiêm túc xem xét lại chính mình. Kết thúc một ngày, chúng ta cũng luôn nhìn lại ngày hôm đó và phản tỉnh. Và thế là ta nhận ra những điểm hạn chế của bản thân và của người khác. Cuối cùng làm cho bản thân mình trở nên suy nghĩ, lo lắng. Chúng ta cảm thấy tức giận trước sự vô dụng của mình, thấy căm ghét người này, người kia. Từ đó mọi việc khác đều dẫn đến kết quả tệ hại, làm cho ta cảm thấy khó chịu. Điều đó không hẳn do việc ta đã nghiêm túc, bình tĩnh xem xét lại chính mình. Đơn giản chỉ là vì ta đã mệt mỏi. Việc phản tỉnh khi đã mệt mỏi, kiệt sức đều là cái bẫy dẫn đến trầm cảm. Khi đã mệt mỏi, tuyệt đối không được phản tỉnh, không được nghĩ đi nghĩ lại về việc nào đó và đương nhiên cả việc không viết nhật ký nữa. Khi hoạt động sôi nổi, khi tập trung vào một việc gì đó, khi đang vui vẻ, ta cũng không nên suy đi nghĩ lại hay phản tỉnh chính mình. Vì khi ta cho rằng bản thân mình thật tệ, khi có cảm giác căm ghét người khác, đó là bằng chứng ta đang mệt mỏi. Những lúc như vậy phải nhanh chóng để cho bản thân nghỉ ngơi. Bình minh. Bốn. Nếu mệt mỏi, hãy ngủ thật nhiều. Khi cảm thấy chán ghét bản thân, khi mọi thứ trở nên phiền toái, khi làm gì cũng thấy mỏi mệt, ta phải làm gì để lấy lại được trạng thái cân bằng ban đầu? Cờ bạc, tôn giáo, sử dụng liệu pháp giải tỏa căng thẳng đang thịnh hành, thuốc bổ sung dưỡng chất, du lịch, uống rượu. Thay vì làm những việc đó, ăn uống, nghỉ ngơi và ngủ thật nhiều là tốt nhất, nhưng phải nhiều hơn hẳn bình thường. Khi tỉnh dậy, hẳn sẽ trở thành một ta hoàn toàn khác, tràn đầy năng lượng. Lữ khách và bóng hình mình. 5. Ba cách thức thể hiện bản thân. Thể hiện bản thân tức là thể hiện năng lực của bản thân. Nếu chia ra thì có ba phương pháp lớn như sau: trao tặng, chế giễu, phá hoại. Trao tặng ai đó tình yêu và sự trân trọng cũng là cách thể hiện năng lực của bản thân. Bôi nhọ, quấy nhiễu, làm hại ai đó cũng là thể hiện năng lực của bản thân. Bạn chọn cách nào? Bình minh. 6. Ai cũng có tài nghệ. Ai cũng có một tài nghệ gì đó, bất kể là người thế nào. Tài nghệ ấy chỉ của riêng người đó mà thôi. Có người sớm biết điều này và phát huy trọn vẹn nên thành công. Cũng có người mãi không biết tài năng, thế mạnh của bản thân là gì. Cũng có người nhìn ra năng lực của bản thân. Cũng có người vừa thăm dò phản ứng của người đời, vừa tiếp tục tìm kiếm xem thế mạnh của bản thân là gì. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần không gục ngã mà kiên cường, quả cảm tiếp tục đương đầu với thử thách, chắc chắn bạn sẽ biết được tài nghệ của chính mình. Con người, quá đổi con người. 7. Hãy trở thành chủ nhân của chính mình. Chớ có hiểu nhầm, chỉ với việc hiểu tự kiềm chế, chưa chắc bạn có thể kiềm chế được bản thân. Kiềm chế là việc bản thân phải tự thực hành. Mỗi ngày từ bỏ một điều gì đó nho nhỏ, một điều không dễ từ bỏ. Nếu không, không thể nói bạn biết kiềm chế bản thân. Hơn nữa, nếu không biết kiềm chế bản thân từ những việc nhỏ nhặt, chắc chắn không thể biết kiềm chế bản thân khi gặp những chuyện lớn để đi tới thành công. Biết kiềm chế tức là có thể tự điều khiển bản thân, tự kiềm chế dục vọng đang làm tổ trong mình, không bị dục vọng cuốn theo mà tự mình trở thành người chủ những hành động của bản thân. Lữ khách và bóng hình mình. 8.
Nếu biết tại sao của chính mình, bạn sẽ thấy đường đi. Dù bạn đọc nhiều sách phương pháp luận, dù học cách làm của những doanh nhân, của những tỷ phú nổi tiếng đi nữa, bạn vẫn không thể biết được cách làm hay phương pháp nào thực sự hợp với bản thân. Đây là chuyện đương nhiên, cũng giống như một loại thuốc tốt có khi không hợp với thể chất của bạn. Cách làm của người khác không phù hợp với bản thân ta là điều không có gì khó hiểu cả. Vấn đề là, trước tiên, bạn không biết chút gì về cái gọi là tại sao của chính mình. Bởi bạn vừa không chịu suy xét cẩn thận xem tại sao mình lại muốn làm việc đó, tại sao mình lại mong muốn điều đó, tại sao mình lại muốn trở nên như vậy, tại sao mình muốn đi con đường đó, vừa không nắm bắt rõ ràng điều gì. Nếu bạn hiểu rõ tại sao của bản thân, mọi chuyện về sau trở nên thật đơn giản. Bạn sẽ hiểu ngay mình nên làm thế nào và không cần tốn công sức, giết thời gian để bắt chước người khác. Bởi bạn thấy rõ đường đi bằng đôi mắt của mình, sau đó chỉ cần bước theo là được. Buổi hoàng hôn của những thần tượng. 9. Hành vi của ta vang vọng khắp thế giới. Hành vi của ta dù có ra sao cũng sẽ dẫn đến một hành vi, tư duy, quyết định nào đó, hoặc tạo ra một sự ảnh hưởng to lớn. Không có chuyện hành vi đó hoàn toàn không gây ra ảnh hưởng gì. Những sự việc nhất thời phát xuất từ hành vi của bản thân luôn xảy ra theo một cách nào đó và có sự liên kết chắc chắn với các sự việc diễn ra tiếp theo. Thậm chí hành vi của những con người trong quá khứ xa xôi cũng ít nhiều liên quan đến những việc trong hiện tại. Mọi hành vi và sự vận động đều có tính bất tử. Có thể nói, hành vi của một người dẫu nhỏ đến đâu đi nữa cũng đều sẽ bất tử. Có nghĩa là, thật ra, chúng ta đang tiếp tục sống một cuộc đời vĩnh cửu. Con người, quá đổi con người. 10. Hãy bắt đầu từ việc hiểu chính mình. Chẳng cần phải lấp liếm hay tự dối gạt bản thân mình làm gì. Đối với bản thân mình, ta phải luôn thành thật, phải tự biết mình là người ra sao, có thói xấu nào, có cách suy nghĩ và phản ứng như thế nào. Bởi nếu không hiểu rõ chính mình, bạn sẽ biến thành người chẳng thể cảm nhận được tình yêu với tư cách là tình yêu thực sự. Để yêu, để được yêu, trước tiên hãy bắt đầu từ việc hiểu chính mình. Vì nếu ngay cả bản thân mình, bạn còn không thấu hiểu, thì làm sao hiểu được người khác? Bình minh. 11. Luôn làm cho bản thân trở nên mới mẻ. Những gì trước đây ta từng nghĩ là chân thật, thì nay ta lại cho đó là sai lầm. Những gì ta từng coi là niềm tin không bao giờ thay đổi của chính mình, thì nay ta lại nghĩ hơi khác đi một chút. Chớ nên cho rằng vì bản thân ta còn trẻ dại, còn nông cạn, còn chưa hiểu biết sự đời mà tìm cách chôn vùi những điều đó. Đơn giản là vì với bản thân ta lúc ấy, vì suy nghĩ như vậy, cho như thế là điều tất yếu. Vào thời điểm bản thân ta còn non trẻ, những điều đó là chân thực, là niềm tin. Con người luôn lột xác, luôn tự làm mới mình, luôn hướng đến cuộc đời mới. Vì vậy, những gì cần thiết trong quá khứ nay trở nên không cần thiết nữa, không hề sai trái. Do đó, việc phê phán bản thân, việc lắng nghe lời phê phán của người khác cũng trở thành chất xúc tác kích thích sự lột xác của bản thân để trở thành một bản thân mới mẻ hơn. Tri thức hân hoan. 12. Thử nhìn chính mình từ xa. Phần lớn con người ta thường dễ dãi với bản thân, nghiêm khắc với người khác. Tại sao lại như vậy? Đó là khi nhìn chính mình, chúng ta thường nhìn từ khoảng cách rất gần. Còn khi nhìn người khác, chúng ta thường nhìn vẻ ngoài từ một khoảng cách xa. Nếu đảo ngược khoảng cách này và quan sát, chắc chắn bạn sẽ hiểu rằng người khác không đáng bị phê phán đến mức như vậy. Và bản thân bạn cũng không được tha thứ một cách dễ dãi như thế. Ý kiến đa dạng và châm ngôn. 13. Nếu muốn được tin tưởng, hãy thể hiện bằng hành động.
Thời nay, những người công khai rằng họ chỉ tin tưởng vào chính mình thì ngược lại, thường không được người khác tin tưởng. Những người nói như vậy hoặc quá yêu mình, hoặc chỉ là người đánh giá dễ dãi về chính mình do quá yêu bản thân. Thế nhưng hầu như ai cũng biết con người là loài có trái tim yếu mềm thế nào. Nếu muốn người khác tin tưởng thì không nên đánh giá cao bản thân bằng lời nói, chỉ nên thể hiện bằng hành động. Thêm nữa, chỉ có những hành động chân thành, ngay cả trong những trường hợp không thể tránh được, mới có thể lấy được lòng tin của người khác. Lữ khách và bóng hình mình. 14. Song đề của giải thích. Có thể giải thích sự vật bằng bất kỳ cách nào, không phải từ đầu đã có điều tốt, điều xấu. Thứ trở nên tốt hay trở thành xấu, điều có ích hay vô ích, tuyệt vời hay ghê tởm, dù là thế nào đi nữa, việc giải thích nó rốt cuộc cũng ở cách giải thích của chính mình. Nhưng dù diễn đạt và giải thích thế nào đi nữa, cũng phải biết rằng từ thời điểm đó ta đã đặt bản thân vào sự giải thích đó. Có nghĩa là ta bị sự giải thích đó ảnh hưởng và chỉ nhìn sự vật từ quan điểm để có thể giải thích theo cách đó. Nghĩa là cách ta giải thích và giá trị của sự phán đoán quyết định sinh ra từ cách giải thích đó sẽ trói chặt bản thân ta, nhưng không thể có được kết cuộc của sự việc nếu không có giải thích. Đây chính là song đề về cách đọc và hiểu cuộc đời. Trò đùa, mưu mô, phục thù. 15. Với người muốn tìm kiếm bản thân. Người muốn hiểu chính mình là người thế nào thì chỉ cần nhìn thẳng vào bản thân, hỏi những câu hỏi sau đây và trả lời một cách thành thực. Từ trước đến nay, thứ mà bản thân bạn yêu thật lòng là gì? Điều gì đã nâng linh hồn của bạn lên tầm cao? Điều gì khiến bản thân bạn tràn ngập vui sướng? Bản thân bạn đã say sưa, chìm đắm vào những việc như thế nào? Khi trả lời những câu hỏi này, hẳn bản chất của con người bạn sẽ trở nên sáng tỏ. Đó là chính bạn đấy. Schopenhauer. 16. Bí quyết để luôn sống tươi vui. Một lý do quan trọng khiến con người nảy sinh cảm giác khó chịu là khi cho rằng những việc mình làm, những thứ mình tạo ra không có ích với người khác. Vì vậy có người già khó chịu. Mặt khác, việc những người trẻ đang độ tuổi thanh xuân rực rỡ nảy sinh tâm trạng chán nản là do bản thân vẫn còn cảm thấy khó khăn để tồn tại thật hữu ích trong xã hội. Do đó, bí quyết luôn sống tươi vui chính là giúp đỡ người khác hay trở nên có ích đối với ai đó. Nhờ thế mà ta cảm nhận được ý nghĩa tồn tại của bản thân, và điều này trở thành niềm vui đơn thuần. Con người, quá đổi con người. 17. Lý do không được quan tâm dù rất muốn. Mong muốn thể hiện bản thân, tức là ham muốn chỉ riêng bản thân mình nổi bật, chỉ riêng bản thân mình được quan tâm một cách đặc biệt. Nếu thử tham dự một bữa tiệc, bạn sẽ thấy khá rõ điều này. Người thì trò chuyện về nhiều chủ đề phong phú, người thì ăn mặc kỳ quái, người thì giao thiệp rộng rãi, người lại tự cô lập mình, vân vân. Ai cũng muốn chỉ bản thân nhận được sự chú ý, quan tâm. Tiếc là sự tính toán của họ đều sai lầm, bởi họ nghĩ mình là diễn viên nên phải được chú ý, còn những người khác đều là khán giả. Người nào cũng nghĩ như vậy, và đây vô tình trở thành một vở kịch không khán giả. Cho nên, rốt cuộc chẳng ai được quan tâm. Trong cuộc đời con người cũng thường xuyên xảy ra những việc như vậy. Người có quyền lực, người học vấn cao, người kêu gọi sự đồng cảm bằng cách cho người khác thấy nỗi buồn của mình. Từng người đều muốn nổi bật. Nhưng mục đích thu hút sự quan tâm, chú ý của người khác đều không thành công. Bởi ai cũng nghĩ rằng tất cả những người xung quanh đều là khán giả của mình. Con người, quá đổi con người. 18. Đừng bị lòng hiếu kỳ xoay chuyển. Nếu quá bận tâm vào vô vàn sự việc xảy ra trong xã hội và xung quanh, rốt cuộc bản thân cũng sẽ trở nên trống rỗng, hoặc vì muốn lấp đầy khoảng trống của chính mình mà cũng có người luôn quan tâm đến tất cả sự kiện. Lòng hiếu kỳ quan trọng trong việc châm lửa cho năng lực của bản thân, nhưng đời người đâu thể kéo dài mãi để có thể nghe, có thể nhìn hết thảy mọi thứ trên thế giới.
khi còn trẻ, phải xác định một cách chắc chắn đường hướng có liên hệ với bản thân mình và chuyên tâm vào đó thì mới có thể khiến bản thân sống cuộc đời trọn vẹn hơn. Lữ khách và bóng hình mình. 19. Nỗi sợ hãi được sinh ra từ bên trong bản thân. 3/4 những thứ xấu xa xuất hiện trong cuộc đời này đều nảy sinh từ nỗi sợ hãi. Vì mang trong mình nỗi sợ hãi, nên ta cảm thấy khốn khổ về nhiều việc từng trải nghiệm. Không chỉ vậy, thậm chí ta còn cảm thấy khốn khổ sợ hãi cả những gì chưa từng trải nghiệm. Thế nhưng cái gọi là bản chất của nỗi sợ hãi thật ra nằm ở trong tâm hồn hiện tại của bản thân. Đương nhiên, đó là cái ta có thể thay đổi theo ý mình như thế nào cũng được, bởi đó là tâm hồn của chính bản thân ta. Bình minh. 20. Ngưng việc thực hiện vì để. Dù thấy đó là việc tốt đến đâu đi chăng nữa, nhưng việc thực hiện vì để lại là thể hiện lòng tham thấp hèn. Dù vì người nào, để cho cái gì đi chăng nữa, khi nghĩ rằng việc đó đã thất bại thì sẽ sinh tâm lý đổ lỗi cho người khác, cho việc khác. Khi nghĩ việc đó thành công thì sẽ sinh tâm lý tự mãn, cho rằng đó là do mình làm. Có nghĩa, thật sự ta chỉ làm vì bản thân ta. Thế nhưng khi việc đó được thực hiện xuất phát từ tình yêu trong sáng, thuần túy, thì sẽ không bao giờ có vì để, dù chỉ trong ý nghĩ. Zarathustra đã nói như thế. 21. Không ngừng nỗ lực. Vì không ngừng nỗ lực hướng đến tầm cao chắc chắn không hề vô ích. Có thể bây giờ bạn cảm thấy việc đó quá lãng phí và chẳng được ích lợi gì. Nhưng chắc chắn bạn đang từng chút tiến đến đỉnh cao. Có thể hôm nay vẫn còn xa mới đạt đến đỉnh cao. Nhưng sức mạnh để tiến đến gần đỉnh cao vào ngày mai là do được rèn giũa ngày hôm nay. Lữ khách và bóng hình mình. 22. Trước khi tìm kiếm bản thân, hãy yêu bản thân mình đã. Việc bạn muốn có càng nhiều bản thân càng tốt, hay chỉ mới quen biết đã coi nhau là bản thân, lúc nào cũng muốn ở bên người bạn nào đó. Nếu không thì không thể bình tâm. Những điều đó là bằng chứng cho việc bản thân bạn đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Vì để tìm kiếm chính mình, ta tìm kiếm ai đó. Vì muốn nhận được sự quan tâm từ người khác, nên ta mới tìm kiếm bạn bè. Ta tìm kiếm sự an tâm mà chỉ mặc nhiên trông cậy vào ai đó. Tại sao lại như vậy? Bởi ta cô độc. Tại sao ta cô độc? Bởi ta không giỏi yêu thương chính bản thân mình. Nhưng cho dù trong chốc lát bạn có được nhiều bạn bè ở khắp nơi đi nữa, nỗi đau của sự cô độc vẫn không được xoa dịu, vẫn không thể yêu thương chính mình, vì đó chỉ là giả tạo, không hơn không kém. Để nhận sự yêu thương bản thân, trước tiên phải tập trung vào điều gì đó chỉ dựa trên sức mạnh bản thân, phải tự đi tới đỉnh cao bằng chính đôi chân của mình. Ở đó có đau khổ, nhưng đó là sự đau khổ giúp chính mình tôi rèn tinh thần. Zarathustra đã nói như thế. 23. Nơi xây dựng ngôi nhà của chính mình. Phải chăng ta cần đi khắp thế giới để tìm kiếm đất nước phù hợp với mình? Phải chăng ta cần đi xem các vùng đất khác nhau, tìm nơi này chỗ nọ để xây dựng ngôi nhà của chính mình? Thay vì vậy, chẳng phải chúng ta nên coi một nơi vừa lớn mạnh vừa ổn định chính là tổ quốc và xây ngôi nhà của bản thân ở đó sao? Dù ở trong mớ hỗn tạp chốn thị thành hay sống nơi làng quê tĩnh mịch, chỉ cần vừa có sự mạnh mẽ, vừa giữ lòng lặng sống, thì ta có thể yên tâm ở đó mãi. Bình minh. 24. Sự phong phú vô hạn nằm ở bản thân ta. Dù cùng một sự vật, sự việc, nhưng có người chỉ có thể hấp thu được một hai điều khơi gợi từ đó. Bình thường, mọi người cho rằng điều này do sự cách biệt về năng lực.
Nhưng thực ra không phải con người hấp thu được điều gì từ sự vật hay sự việc đó, mà chính xác hơn đó là sự khơi gợi từ trong bản thân ta, được truyền cảm hứng từ sự việc hay sự vật đó. Ta tự nhìn ra điều khơi gợi nhằm đáp ứng những thiếu sót trong bản thân mình. Nghĩa là không cần phải tìm kiếm vô vàn thứ ở bên ngoài, mà chỉ cần tự làm phong phú, làm giàu bên trong chính mình. Đây chính là phương pháp tốt nhất để nâng cao năng lực bản thân, sống cuộc đời trọn vẹn. Tri thức hân hoan. Hết phần 1 về bản thân. Voi FM, ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ. Chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.